Rịp xưa lộng ngươn xưa bị chậm ngài bạc. Bạc lộng nền niên cả nhà, bà sân chỉ lộng nền niên cả nhà, nằm bình thua bàn sqo lộng ngươn xưa kì chì ở tay tạ. Mùn trái choan kủa phùa này cả nạ bạc phun xin bách. Hai bà tọa màu tiết nơi bê đại cả nạ bạc phun xin bách chọp chân nào. Khân ông rạp thập bì bà tì mùi để riêng chăm lạng, cả bà chân nào để riêng chăm lạng nơi ôn tạ nô. Lô có bàn khai tư chìa sân ông kà rông nơi có bàn chít. Nơi khân ông rạp thập bì bà chùm rô bì cô ta cả nạ bạc phun xin bách. Bà tọa bốc lô có bà đá chanh bì cả nạ bạc phun xin bách đam bây tù chô rô. រួមគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីបន្ទាប់មកទៀតក៏បែកចេញពីលោកសំរងស៊ីលោកងួនសឿកាន់គណៈបកជាតិខ្មែរខ្លួនឯងបន្ទាប់មកទៀតលោកក៏ចូលរួមបង្កើតឬមួយក៏បដូរលោកនឹងបច្ចៈប្រធានពីលើខ្ញុំទៀតគណៈបកនេះទៅជាគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរមិនចឹងឯងលោកងួនសឿបាទ បាទបាទសូមអញ្ជើញបិទបិទពេញបន្ថែមទៀតបាទមិនមែនជាស្នងការរងទេខ្ញុំជាអនុយុរងមកបាទបាទនៅនឹងអគ្គនាយកគោលការណ៍នោះយុរងរដ្ឋមានទីអ្នកយុរងរៃទី1ហើយទី2អំណាចស្មើគ្នាបាទខ្ញុំក៏ដូចដែរអគ្គនាយករងទី1អំណាចស្មើនឹងអគ្គនាយកបានសេចក្តីថាហុករងនេះហើយខ្ញុំយើងស្មើគ្នានឹងចំណុចទី1 ចំណុចទី2គណៈបកជាតិខ្មែរខ្ញុំជម្រាបជូនថ្ងៃមុនហើយដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំមិនបានយកគណៈបកជាតិខ្មែរទេគណៈបកជាតិខ្មែរខ្ញុំបានទៅបង្កើតជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីយើងទាំងពីរអ្នកបង្កើតគណៈបកនឹងឡើងហើយខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីទេបានជាលោកសំរងស៊ីគាត់ដកខ្ញុំចេញហើយពេលដកចេញយើងទោះគ្នារយៈពេល 2-3 ខែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានប្តឹងយកគណៈបកនឹងទេអ្នកដែលគេប្តឹងយកគណៈបកនឹងគេឈ្មោះគង់មនីខ្ញុំសូមមកច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំមិនបានយកគណៈបកនឹងមកហើយខ្ញុំកែទេគឺខ្ញុំបង្កើតគណៈបកមួយថ្មីឈ្មោះហៅថាគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរបាទយើងចង់បញ្ជាក់លោកជួនច័ន្ទបុត្រជ្រាបគណៈបកហ្វុងស៊ិនប៉ិចខ្ញុំជាអគ្គលេខាធិការរងចុងត្រូវបានសម្តេចនរោត្តមរណរិទ្ធដកខ្ញុំចេញខ្ញុំមិនបានរួតចេញទេឃើញទេដូ
từ cái nạp bạc nạp xây tiết cứ ăn miền tì thì chị đánh trong tranh về chị đánh trong tranh thì không xin phép đánh tranh vì việc máy nhôm mà bằng cách nạp bạc phù hợp máy cho nên cho nên không vô tha đó nó phải chỉ lục chuyên chăn bớt vô cho ba hai bạn khiêm sôm ông quân lục nguyên xưa đã ban phần dư làm pi thanh lục mình ban tranh pi cái nạp bạc phun xin phép thế còn tại lục tới cái phần đánh tranh phần là khoản là po đầm miên để dương ban từ tua nên cứ thanh lục ban đã bị sôm chụp tranh pi cái nạp bạc phun xin phép mình men cái phần đánh thế hai khiêm ban khơi bị sôm li lên pi cái nạp bạc nó được như thế ban chỉ khiêm ai từ lưỡi khát rồi bỏ lục sôm li lên nhưng mà thanh lục tranh pi cái nạp bạc phun xin phép phần là lời ní ông quân chụp lục đã ban bỏ sai ta tam phần nên cái phần đánh tranh thế mình men lục sôm li lên ban điền lệ thế trong chụp riệp thả bật đánh tranh nưng na cái bản ban xu khi ông thế khi ông khai mũi sắp tai khi ông lư cái bạc ca tam radio thả cái đánh chém tranh pi cái nạp bạc khi ông mình đang ban đã phe xong tranh thế bà có bàn tay được chưa còn bộ cầu chấm nói nâng tít tên được về để lục và toa pin nâng mà lục ban sủng phe chấm mũi nâng cả sai chả na thả ca để tranh pi cái nạp bạc phun dịch bệnh đi đời tha lục mình pin chết rồi đời miên ông pơ pô còn lui đời miên say ai chết đam nâng được chưa ca để sủng phe nâng cả sai pin nâng nâng còn tại chỉ ca bẩm bất bằng vai đan mình ao cái đăng thả cái đánh tranh tên đừng chẳng ai bạc chấm ai từ lư bắt sủng phe ai bỏ lục tam phẩm an lư bẩn đai so bỏ đời miên nâng bạc chấm thả lục tranh nâng bà បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយនេះឥឡូវនេះយើងងាកទៅក្នុងទិន្នន័យទីលោកជាមេប៉ូលីសជាមួយនឹងលោកសហប្រធានយ៉ាងចុះប្រើពាក្យនឹងចុះពីព្រោះតាមការនឹងយើងមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1រដ្ឋមន្ត្រីទី2ដូច្នេះលោកបានបកស្រាយតាមពិតថាលោកជាសហប្រធាននគរបាលជាតិនឹងទេជាមួយនឹងលោកហុកឡងឌីលោកបានប្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងហើយប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងថានៅពេលដែលលោកដើរតួជាមេប៉ូលីសសហមេប៉ូលីសជាមួយនឹងលោកហុកឡងឌីនឹងលោកបានឃើញមានអក្រិតកម្មនយោបាយច្រើនណាស់ជាពិសេសការសម្លាប់លោកហូសុកឯជាដើមលោកអាចរៀបរាប់ចំណុចនឹងតិចបានទេបាទបាទខ្ញុំនៃជម្រាបជូនបានពីរឿងលោកហូសុកប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយពីរឿងលោកហូសុកខ្ញុំនឹកដល់គាត់គ
khi ông xôm ao lục chuồn chăn bớt ở khai dương được ở khnía xôm tại đọc vị nhiệt tinh tế cơ rụng vị nhiệt là khăn quạt nè ruột quạt chia khai đại sản chiết vật bạc cọt quạt sáp đòi xá quạt phải trang nâng cụ ai dòm yun và chẳng khi ông này xôm lực rương lục hồ sốc mà giấy tôi trong khơi cái sai ấy cho vật trụ sai mùi chùm nuốn vì không bị cà phết nơi trong nà xong sắp đập cho mọi bàn á lụ hô sốc nơi phê đề miên bánh hà ngay khi phùm phân khai phùm phân chân năm cây sập phùm phân nâng lụ hô sốc quạt bán vượt chỗ tới lúc than tút ở sang cà phùa phê lưng than tút sang cà phùa kì khơi thân miên bánh hà kì phây kì khai miên rương rai đó kì rồi kì đăng thả phụ ở hôn sáng ắt cơ rụp tê chắp tút mần tút được ắt khoal đê. Chăng kê sống vô ỏi hô sốc chênh, hô sốc quật chô nó miên 2 nẹ. Chị mùi mẹ nẹ tiết chi chmật របស់ quật chmua su ông kia. Ba. Pê lưng lục su ông kia quật tha quật miên skuol ông ca đael kê aich chuy lục hô sốc ban. Chăng quật telephone tới ông ca. Hay cùng su chúng tha ông ca ấy chúng mần aich chmriep ban tê. Vì lần ông ca nâng kì màu dô lan lòng rì dơ muối mà đất lộ hồ sốc chênh bị than tụt dô tập tiết quốc nơi mà đông xâm nông đọc phí chết tiết chai dùm bạch chết phê lục xong quốc tử dô ai kia xa mùi chùm nuôn xong dô thác ai kia xa nó phải chia ai kia xa bẹ quân nâng kỳ nhiên phục chùm ăn phá đó là mùi chùm nuôn ai kia xa bẹ quân kỳ nhiên cao đại chông nơi phơ ca chẳng bàn ai kia xa nâng hơi quốc lọc màu vinh tam khiom sman phải chỉ quật trong ruột tới chỗ tụt America còn tại tại đó thế còn mà đó lại restaurant thọ đa kịch tạp mấy bà lại nước kia có chạp quật mọc đọc rực đọc ai lương tới chuột chạp vô quật tới cửa xuống hạp tì vô tới cửa xuống hạp tì thì đã quật chỗ nông nè cái lại là bao lục cái nhà lại bao lục mà chuyển hay nẹt chắp miền nào là nẹt chắp miền Mai Đà Rá miền Lang Tống miền bà sân chỉ luộc nơi chăm tu nơi ti luộc nẹt tam phẩm để chắp nước luộc ai chui bật thay phong tam ca chọn chăm rồi bỏ luộc bạn được luộc Mai Đà Rá chỉ đam say tới luộc Mai Đà Rá với cái tới bạn luộc Mai Đà Rá nó quất chỉ nẹt thôi nơi luộc xuống hấp tí nó chỉ nên khang người cô bán pro một tuần chẳng phụ từ ngon nứng quật chập thay mình luộc này phan đi muối tiết mình luộc dây cát đấy nhưng mình toàn bằng thay nó luộc phan đi muối tiết chẳng dùng viên đòn tiết mai đà rá lề tống chăn cầm ní đậu phá lá hay nứng chiết phan đi nhẹ từ ngon nứng nhẹ chập chập hơi cái vô mới có xuồng hợp tí là bấy xuồng chầm lòi nhẹ xuồng chầm lòi mình ruột cuốn mình cay sập hắn hay rô cuống quất chỉ nè chỉ nén hàng sơ ca, nè cái tập hàn nắng quất chỉ nén hàng cùng một toán cầm đặt khuôn, chẳng phụ tượng ngon nắng kê máu su chầm lõi quất, cái phong tơ su chầm lõi nâng su mặt tây nắng miến làn muối trôi máu phụ nắng xịt pè para, bả, một đó thì sai tha lục hộ đoàn đi trong chút lục hộ sọc chẳng phụ nó trôn màu mùn trôn prai máu một đó rung thuyền rồi bỏ lục mà chướng hói phụ nó bánh lục hô sốc bây cổ slap nâng lại nâng tầm đỏ phụ nâng bánh nâng nẹ na chì chuồn đại đòi bởi lục chăm chúng nâng chì biệp chuồn ná bạc đó biệp bánh nâng phụ nẹ xu chùm lại tầm mà nâng ruột chuồn khí nè ruột chuồn khí nè ở hiện tọt ai thế hai nẹ bánh nâng có chênh từ vinh nâng viết telephone tới cô trai cho mình nè, giờ prapa mì ấy là bài anh từng bàn hỏi hay nè na cứ anh đứng theo viết buôn nè chị yun phụ thì hiện yun đây thì ai tập từ trong viếng quân tài viết về tới bên nơi trọc mày viết ba cái lan cà phê pi mùi nước lèn làm xéo hay mùi chết nơi đôi chì mà đồng nào đấy lịch tử đó phê phụ viết bốn nẹ nó bốn nẹ nó miên là mình nẹ
vía trên nét bạc lá ơi học đòn đi miền kỳ quá thà vía bạc lá học đòn đi hay vía à nghiêng giang thang đứng à nâng nẹ banh tuột hay à nâng á việt thưa cá việt chỉ chào việt chào phong việt thưa cá ơi phải li phong hay nẹ na nẹ ơi cặp lương vía nẹ ơi à cái đắt nam rap căn cặp lương căn ấy phục vị thế vị thế về tây miền cái đắt nam cứ lục diễm sà rồng thì anh lục thiên cha là cam con trai lục hành hạ đôi chân ấy không rương nứng bà sân chơi dương chọn đăng cà phết á anh miên ấy của bà thế hai từ lục diễm sà rồng mà xu hay dục lục diễm sà rồng hai là nghiêng dạng thang nứng máu xu tới vi cho rương hai miên ấy của bà thế còn tay cả nạ cam ca để kỳ riệp chom ở xưa mình cất rương nứng nó để miên lục tên từ vuông chỉ mế lục phòn ím lục mà chướng đại chi ở anh lục thiên cần đa dụng thua hay là lục thằng lím chi bật thiên dụng cần đa chi bật thiên dụng cần tham dụng thì thua bù nẹ nắng kĩ sớm cất đầu sớm cất ắt bàn cài ắt bàn cài lục sọ khế quất đã à mình cho chứ lục phòn ím lục mà chướng nắng thằng lím thôi trước mà dạ mà nói thưa ca còn té cài máu học đoàn lý quất chạy trốn từ hồn sáng thấy phụ nước bán chỗ thư cao bình chẳng nông rương nứng nhưng khơi hai thả mê kháu nơi bị cao nông rương nứng cứ học đoàn đi rồi ấy rồi ảnh nghiêng giang thăng đừng bạc phụ vía miền ả mũi vía chỉ nẹ bạc lá này học đoàn đi hay bà vía miền bẹp phụ cho mình học đoàn như thế miền rương ấy vì cho cái xuống mặt tây bàn xuống hai bên trái tha học đoàn đi máu chọn chút thì mới lúc khô sọc bạn đối với khi ông bà xong sự khai rương nâng bệnh tích lục nguồn xưa bà tam ca chọn chạm bỏ lục nâng cứ tha kỳ chấp lục khô sọc dù tự đạn nơi khu nông cực túc lục ma chừng mình chẳng nghe lục ma chừng rồi mùi ma chừng bạn nửa pê đại cổ phong bạn nửa pê đại cổ phong xua chậm lai lộ hồ sọc nâng sập tem miên một lúc bao nhiêu nẹt buôn nẹt bà tam lộ miên bao xa buôn nẹt không nâng lộ chạm chú ba cứ miên mùi nghiêng giằng thắng hai nâng miên lộ dâm xà rồng giang này bạn dâm xà rồng chìm mê rồi bao kia nút thiên trà cám hay chìm mê rồi bao nghiêng giằng thắng bạn chẳng pi nẹt nâng lộ chạm chừng kề đào chồi máu cho lục hồng học lòng đi miền miền được nông lan nâng tế rồi mùi cỏ buồn nẹn nâng còn tại hạ an tề buồn nẹn nâng vị hạ an còn tại lục hồng lòng đi ở bàn chồi máu đài ở bàn chồi máu tê hay diêm rống có ở bàn chồi máu đài chồi máu nó yun buồn nẹn nông yun buồn nẹn nâng miền là nghiêng giang thang nâng chiêm mì bà lục hạ đôi chỉ squal tặng buồn nẹn nâng tha chỉ chun chiết Việt Nam hát ấy mà lục hiện hạ an tha buồn nẹn nâng chỉ chun chiết Việt Nam là hốt đo squal là tại sinh nhan tham miên chmu nghiêng giang thang ấy chỉ đam nữa bà lục chỉ đọc sao hát trong thư mi bờ ly này bờ thư mi bờ ly dương ọt squal chào thế dương ọt squal là nát cha là cam thế dương thư bờ ly mạch bàn đấy còn ta trong trong chuẩn điệp thạp pin đúng không ạ bên lúc chân rừng lục hô sốc cho phải nó ăn miên ấy thay đi tê trong khi mà miên sầm nua mùi tiệt bởi tam để khi sầm phi lục lực môn lục miên phật sa tha lục bàn đấng ẩm tí vây đài lục hôn sai triêm nâng thơ có cần nạ bạ phun sinh tạch đối chí này hai bàn chỉ lục phi diêm bất thôi ở tập bồi cái nạn bạo phun dịch bệnh đam bay cùng ao bị châu mục nĩ chỉ môi đường lục hôn sai đam bay cùng ao bắt băng chỉ vật nâng tràn khiêm sùng khét ca bị phía xa ông pi lực muốn trăng chấm nơi nâng trời thế lục nguồn xưa bạn chia cáp bật bạn sân chia nâng chia cáp bật được chứ nên pi nông anh lục bạc cát chia đằng sài đường tràn hai cặp bông tai cặp miên sầm pon đập hiệp ruồi một hai bị lục ba chim bồi lục hôn sai ruồi một hai để lục bàn đằng rương ấy tây nông ấy là hốt đòn lục ai mà cặp miên chui cà pi cái nắp phun sinh bạch phong ta lục hạt ấy bàn lục ăn miên vị thiên ca bạch na đập bồi chui lục hô sọc bàn đập pi nông ba trong miên vị thiên ca men ăn tê pi lấy cái chạm lục hô sọc nữa con trai trong đằng liếm thật khi chạp hỏi muốn đứng kia này sầm lạp nứng giống cục phong tại bạc lan từ đam bấy thì chụp lục hồ sốc
rồi khai miền ca ấy thì xua thì nuông thì vay quan thứ ba vay quan đấy còn ta nhẹ để xua nuông ăn miền vay thứ ba vay tê của phụ nông chịu không ai nhẹ sầm lắm vì chỉ yun hay chỉ yun nhưng đang sao ấy nhẹ na nơi bị cày cái nào hôn sáng cứ yun đang ai bạn